Thưa các chị thân mến, hiện nay Tấn đang đứng tại khu vực sao bàn ở tại dự án The Colossia Khẳng Điều để chia sẻ cũng như cập nhật đến cho tất cả các anh chị về mặt layout cũng như về thiết kế và đặc biệt là cách bố trí ở tại dự án The Colossia để Khẳng Điều để cho tất cả các anh chị chúng ta chưa đi tham quan thì chúng ta có những cái thông tin cơ bản. Về hiện nay ở tại dự án The Colossia Khẳng Điều có tổng quy mô là 4,3 hectare với tổng số lượng căn là 176 căn nhà phố biệt thự ở tại dự án này, phát triển bởi chủ đầu tư Khẳng Điều là một trong những chủ đầu tư rất là uy tín, triển khai đã hơn 12 đến 15 dự án ở tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh của mình rồi. Cả những cái sản phẩm thấp tầng đến cao tầng, từ nhà phố, biệt thự cho đến shop house. Những cái sản phẩm của Khang Điền có một cái điểm nhấn đó chính là pháp lý. Những cái sản phẩm của chủ đầu tư Khang Điền á, thì đầy đủ hết rồi. Thì chúng ta sẽ có cổng ra vào phía này các anh chị. Với tổng quy mô là 4,3 hectare thì chúng ta có 176 căn. Thì dãy này chúng ta sẽ có đâu đó được tầm khoảng chừng 8 trên 9 căn, có diện tích ngang 5 và 9 mét. Diện tích đất là 98 mét vuông và diện tích sàn xây dựng cho cả 4 tầng là 277 mét vuông. Và hiện nay chúng ta chỉ còn lại đâu đó được tầm khoảng chừng 15 căn. Và trong đó có 5 căn là các anh chị sẽ mua trực tiếp với chủ tư, còn 10 căn còn lại thì các anh chị chúng ta sẽ mua theo hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Và với mức giá đâu đó được tầm khoảng chừng 18 tỷ 7 cho đến trên dưới 20 tỷ một căn. Tùy theo cái diện tích cũng như vị trí mà các anh chị chúng ta chọn thì chúng ta sẽ có mức giá khác nhau. Và ở tại dự án Classia Khang Điền của chúng ta là một trong những dự án ngoài cái pháp lý ra thì chúng ta được cầm bao an ninh 24/7 đầy đủ về mọi tiện ích. Ví dụ như là chúng ta sẽ có hồ bơi này các anh chị. Hồ bơi, khu vui chơi trẻ em cùng với lại sân tennis và phòng tập gym đầy đủ các anh chị ạ. Ngoài ra nữa thì chúng ta được thiết kế theo phong cách châu Âu, giúp tối ưu cái công năng cũng như là diện tích sử dụng, có nhiều góc không gian cho những người thân cũng như gia đình của mình. Ở tại The Plaza Khang Điền thì chủ đầu tư hướng đến là nhu cầu để ở là chủ yếu. Và sản phẩm của chúng ta xây dựng là 4 tầng. Thì chúng ta bố trí là có 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh được chia ra làm từng không gian khác nhau, giúp cho các anh chị chúng ta không chỉ là ở được hai thế hệ mà còn ba thế hệ thì chúng ta vẫn được đáp ứng ở trong căn nhà ở tại dự án The Plaza Khang Điền của mình. Và trong thời gian sắp tới đây thì Khang Điền sẽ tiếp tục triển khai thêm một vài dự án mới nữa, ví dụ như dự án Foresta, dự án Emeria Khang Điền kết hợp với lại chủ đầu tư Capital nằm ở mặt tiền vành đai 2. Thì khi mà các anh chị chúng ta đi tham quan những sản phẩm của chủ đầu tư Khang Điền này á, thì chúng ta sẽ có cơ hội xem những căn nhà mẫu được chủ đầu tư bàn giao thực tế, có vài căn cho các anh chị chúng ta xem phía bên trong luôn. Và đoạn video thì chắc là Tấn sẽ dành nhiều thời gian để chia sẻ cũng như cập nhật cho các anh chị chúng ta khi mà các anh chị chúng ta đi xem nhà thực tế ở tại dự án này. Và ngoài cái video này ra thì Tấn có làm cái video chia sẻ về nhà mẫu, về căn nhà sẽ bàn giao thực tế cho các anh chị mình sẽ như thế nào. Thì mong rằng những cái thông tin mà Tấn chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị chúng ta có những thông tin cơ bản trước khi các anh chị chúng ta tham quan nhé. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.